Chung kết World Cup 1994, đội tuyển Brazil đã vượt qua Italia sau loạt sút luân lưu định mệnh để mang về chiếc cúp vàng thứ tư cho đội tuyển. Khoảnh khắc mà những người hùng như là Dunga, Romario hay là Bebeto nâng cao chức vô địch, các bình luận viên của Mỹ ngày hôm ấy vẫn dành sự chú ý cho một chàng trai trẻ. Ông gào lên, vâng, là số 20 thần đồng Ronaldo, chúng ta chưa thấy cậu ấy thi đấu. Nhưng đó là một người đặc biệt. Người được nhắc đến năm ấy với cái tên đầy đủ là Ronaldo Luis Nazario de Lima, 17 tuổi với kỳ World Cup đầu tiên trong cuộc đời. Ronaldo khó lòng cạnh tranh được với những người đàn anh lẫy lừng trong đội tuyển. Thế nhưng anh vẫn được các bình luận viên chú ý một cách đặc biệt bởi những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo của câu lạc bộ Cruzeiro, nơi anh đã ghi tới 41 bàn thắng trong 45 trận đấu. Ở cái độ tuổi như vậy, thực sự là một điều phi thường. 4 năm sau kể từ ngày hôm ấy, Ronaldo đã đến châu Âu trong màu áo của PSV Eindhoven, Barcelona và sau đó là Inter Milan, nơi mà anh đã chứng minh mình là cầu thủ hay nhất thế giới. Cũng bởi lẽ đó, tại World Cup 1998, Ronaldo de Lima đã có một vị thế hoàn toàn khác trong đội hình của tuyển Brazil. Ronaldo là niềm hy vọng lớn nhất sẽ giúp Brazil bảo vệ thành công chức vô địch. Thế nhưng sau 90 phút tại Stade de France, có lẽ là những thước phim mà tiền đạo này sẽ không bao giờ muốn xem lại. Đối thủ của Brazil năm ấy là nước chủ nhà Pháp của những Zinedine Zidane, Didier Deschamps và Marcel Desailly. Tuy vậy, ai cũng tin rằng chiếc cúp vàng sẽ khó thoát khỏi tay của Ronaldo và các đồng đội. Tại sân tập của Pháp trước trận chung kết, các tuyển thủ hoàn toàn ý thức được họ sắp phải đối đầu với ai. Huấn luyện viên Aimeria Sequet cẩn thận dặn dò các học trò. Ronaldo có thói quen làm động tác giả sang bên phía chân trái và ngoặt bóng sang phải chứ không phải là ngược lại. Trung vệ Desailly giải thích cho các đồng đội về khả năng của Ronaldo. Ở Milan, cậu ấy từng làm thế với tôi. Dù cậu ấy có ngoặt sang trái hay sang phải, tôi vẫn không thể thấy trái bóng, cứ như là ảo thuật vậy. Người Pháp hiểu rất rõ sự nguy hiểm của Ronaldo. Họ đã chuẩn bị một đối sách rất kỹ để đối đầu với chân sút người Brazil. Tuy nhiên 72 phút trước giờ bóng lăn, một biến cố lớn đã xảy ra. Đội hình xuất phát của Brazil được in ra và nộp cho FIFA. Danh sách có Taffarel, Cafu, Junior Baiano, Roberto Carlos, Serra Sampaio, Carlos Dunga, Rivaldo, Leonardo, Bebeto, Giovanni, Edmundo. Khoan đã, tại sao lại là Edmundo? Ronaldo đâu rồi? Ragalo, ngài không nhầm đấy chứ? Người tiếp nhận đội hình của FIFA thốt lên với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil. Không hề nhầm lẫn, huấn luyện viên Mario Ragalo được cho là đưa quyết định này vào lúc 17 giờ. Ông thông báo với Edmundo rằng anh sẽ đá chính và cầu thủ hay nhất thế giới khi ấy là Ronaldo sẽ ngồi dự bị. Việc Ronaldo bị loại khỏi đội hình xuất phát hoàn toàn khó hiểu. Bất chấp những tin đồn về cân nặng hay là chiếc đầu gối tiêm đầy thuốc giảm đau của anh, Ronaldo là siêu sao số 1 của Brazil và anh sẽ phải ra sân. Sự bối rối tiếp tục, Brazil không ra sân khởi động chuẩn bị trước trận chung kết. Những tin đồn lan ra rằng đội hình xuất phát được sửa lại, Ronaldo lại là trung phong của Selecao như tất cả các trận đấu trước. Người ngoài hành tinh đã hồi phục chấn thương trong thời gian không tưởng, tất cả bắt đầu nghi ngờ. Một trận đấu như thế này thì không thể thiếu cầu thủ hay nhất thế giới được. Các máy quay tập trung hết vào Ronaldo, xoáy sâu vào vẻ mặt thụ động, ấn tượng của anh. Không biết đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian trước trận đấu. Tuy nhiên sự góp mặt của Ronaldo khiến ai cũng nghĩ rằng trận chung kết năm ấy sẽ nghiêng về Brazil. Thế nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại hoàn toàn. Pháp đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi ngay từ khi bắt đầu. Đến phút 27, Zidane đã mở tỷ số bằng một pha đánh đầu dũng mãnh, nhận bàn thua. Nhưng hàng công hủy diệt của Brazil suốt từ đầu giải lại không tạo ra được pha bóng nào nguy hiểm. Họ hoàn toàn tỏ ra vô hại trước hàng thủ tuyển Pháp. Trong khi đó, ngôi sao được kỳ vọng nhất là Ronaldo lại hoàn toàn mất hút. Dấu ấn đáng chú ý nhất của anh chỉ là pha thoát xuống ở phút 31 trước khi va chạm cực mạnh với thủ thành Mbappé khiến chân sút người Brazil tỏ ra vô cùng đau đớn. Ngược lại hoàn toàn, Pháp đã chơi cực kỳ hưng phấn sau bàn thắng của Zidane. Đến phút 45+1, tỷ số đã là 2-0, lại là Zidane tiếp tục với một cú đánh đầu. 2-0 cho Pháp chỉ sau hiệp 1 trong trận chung kết World Cup, có lẽ đến cả những người mơ mộng nhất cũng không thể tin nổi những gì đang diễn ra với dàn sao của Brazil. Một vài sự thay đổi trong hiệp 2 giúp Brazil chơi khởi sắc hơn. Dẫu cho đến phút 68, Pháp chỉ còn chơi với 10 người sau chiếc thẻ vàng thứ hai của Marcel Desailly. Thế nhưng trong một ngày mà Ronaldo vật vờ như một bóng ma, đội bóng Nam Mỹ vẫn không biết cách nào đâm thủng mảnh lưới của thủ thành Mbappé. Phút 90+3, mọi thứ đã chấm dứt với Brazil. Pháp tổ chức phản công nhanh và kết thúc bằng pha dứt điểm hiểm hóc của Platini ấn định chiến thắng với tỷ số 3-0. Qua đó giúp Pháp có lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới. Tính đến trước trận chung kết, Brazil đã có một hành trình tuyệt vời tại World Cup 1998. Thế nhưng thất bại không tưởng trước Pháp khiến người hâm mộ xứ Samba không khỏi tức giận. Bỏ qua hết nỗi thất vọng sau thất bại trước người Pháp, giới truyền thông Brazil đã xoáy vào màn trình diễn mờ nhạt của Ronaldo trong trận chung kết. Sự bất thường khi danh sách đội hình xuất phát không có cái tên Ronaldo và bất ngờ anh lại xuất hiện như không có điều gì xảy ra trước đó. Toàn bộ ban huấn luyện và đội ngũ bác sĩ cũng đã bị sa thải sau thất bại trước người Pháp.
và Quốc hội Brazil mở cuộc điều tra chính thức. Từ cuộc điều tra đó, hóa ra đội hình Brazil đã ăn trưa trước trận chung kết, trở lại phòng ở khách sạn vào lúc 2 giờ chiều, khi mà Ronaldo lúc đó đang ở cùng Roberto Carlos đã bị co giật và sùi bọt mép. Khi Carlos hét lên nhờ sự giúp đỡ, Edmundo ở phòng bên cạnh đã chạy sang và chứng kiến khung cảnh gây sốc. Hậu vệ Serra Sampaio là người đầu tiên thực hiện sơ cứu tại chỗ. Alex Belros viết trên báo Anh Guardian năm 2002. Anh tới chỗ Ronaldo trước mặt các bác sĩ và Edmundo giữ chặt Ronaldo, đặt tay lên miệng để ngăn anh cắn phải lưỡi. Ronaldo sau đó thiếp đi. Anh được theo dõi từng phút một nhưng không tỉnh lại cho tới cuối giờ chiều. Đây là một nội dung được chất vấn do Guardian tiết lộ vào năm 2002. Ủy ban Quốc hội: Ronaldo run rẩy hay co giật? Edmundo trả lời: co giật rất mạnh. Anh ấy có nằm xuống đất không? Nằm xuống đất và co giật rất mạnh. Tay vung vẩy như thế này này. Răng nghiến chặt không? Có. Nghiến chặt và sùi bọt mép. Cả cơ thể anh ấy co giật à? Vâng, cả cơ thể. Liệu việc dùng thuốc giảm đau quá nhiều trước đó có phải là nguyên nhân dẫn tới cơn co giật? Một tháng sau trận chung kết, bác sĩ Damata lên tiếng: trong bằng ấy năm, tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ bị co giật. Tôi nghĩ đó là một bi kịch với Ronaldo. Ông nói ông đã kê thuốc giảm đau sau khi chấn thương đầu gối của Ronaldo tăng nặng và lâu dài. Và đó là thuốc uống chứ không phải thuốc tiêm. Thuốc không quá mạnh, không thể gây co giật được, Damata kết luận. Vậy nguyên nhân nào khiến Ronaldo bất ngờ đổ bệnh trước trận chung kết năm ấy? Một loạt thuyết âm mưu đã được đưa ra. Và đáng sợ nhất là việc có ai đó đã đầu độc Ronaldo để anh không thể tham dự trận chung kết. Vào năm 2018, Ronaldo đã kể lại ký ức của mình. Khi tỉnh dậy, quanh tôi là các cầu thủ và bác sĩ Lidio Toledo. Họ không muốn nói với tôi điều gì đang diễn ra. Tôi đề nghị họ ra khỏi phòng để tôi có thể ngủ tiếp. Thế rồi Leonardo bảo tôi ra vườn đi dạo và giải thích mọi chuyện. Anh ấy nói rằng tôi sẽ không thể chơi trận chung kết World Cup. Nhưng khi mọi kết quả kiểm tra y tế đều bình thường, tôi không cho huấn luyện viên Zagallo có một cơ hội nào để từ chối. Tôi không thể cản cậu ấy. Nếu tôi làm chuyện đó và Brazil thua cuộc, chắc tôi phải chuyển nhà lên Bắc Cực mất, bác sĩ Toledo thừa nhận với Ủy ban điều tra của Quốc hội. Trong buổi điều trần ấy, huấn luyện viên Zagallo cũng bác bỏ mọi cáo buộc rằng ông bị ép phải dùng Ronaldo. Nếu có người can thiệp, tôi sẽ từ chức ngay lập tức. Giáo sư Alexander De Varos từng làm việc tại Inter Milan. Câu lạc bộ chủ quản của Ronaldo lúc ấy đã kiểm tra tiền đạo người Brazil và khẳng định quyết định cho anh ra sân là tồi tệ, do 24 tiếng sau khi co giật là khoảng thời gian sở hữu khả năng tái phát rất cao. Theo cuốn sách Futebol, The Brazil Way of Life của Alex Belros, giả thuyết được đề cập nhiều nhất là Liên đoàn bóng đá Brazil CBF cùng nhà tài trợ Nike đã can thiệp để bắt Ronaldo phải ra sân dù vừa lên cơn động kinh. Nike đã ký vào bản hợp đồng khủng 106 triệu bảng với tuyển Brazil năm 96. Còn Ronaldo là ngôi sao bóng đá lớn nhất của họ và bắt buộc phải thi đấu. Có thông tin khác động trời hơn, tố đội chủ nhà Pháp thông đồng với FIFA dùng 23 triệu đô la để mua chuộc tuyển Brazil thua cuộc trận chung kết. Ngoài ra để bù lại những tổn thương này, Brazil sẽ được ưu ái rất nhiều khi đá World Cup 2002 và trở thành nước chủ nhà tại World Cup 2014. Vì thế Brazil phải dựng lên kịch bản Ronaldo không thể đá chung kết. Chẳng biết mọi chuyện thực hư thế nào, tuy nhiên có một số điều khó hiểu cần đặt dấu hỏi. Đó là theo quy định, các đội phải nộp danh sách thi đấu 1 giờ trước khi bóng lăn. Nhưng tại sao Brazil lại nhận được ân sủng thay đổi đội hình chỉ 30 phút trước trận chung kết? Sau bao nhiêu công sức điều tra, rốt cuộc Quốc hội Brazil vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Theo Belros, lời giải thích hợp lý nhất là Ronaldo được tiêm một liều Silocaine 10 phút trước khi xảy ra sự cố và thuốc bị vô tình bơm vào mạch máu. Còn Ronaldo luôn giữ quan điểm: chúng tôi bại trận, nhưng tôi vẫn có một chiếc cúp khác, đó là mạng sống của chính tôi. 4 năm sau, Brazil lại một lần nữa vào trận chung kết. Theo CNN, lần này người bạn cùng phòng của anh là thủ môn Dida. Ronaldo không dám đi ngủ vì sợ ám ảnh năm 98 lặp lại trước khi được Dida trấn an: bình tĩnh đi, lần này cậu không còn ở với Roberto Carlos nữa. Hai người ra ngoài chơi golf, đi ngủ và tỉnh dậy khoan khoái, sẵn sàng cho trận chung kết. Định mệnh đã nợ Ronaldo chiếc cúp vàng thế giới trên đất Pháp và cuối cùng đã trả lại cho anh theo một cách không thể tuyệt vời hơn. Brazil đánh bại Đức 2-0 trong trận chung kết. Ronaldo ghi cả hai bàn, trở thành vua phá lưới của giải đấu với 8 bàn thắng và sau đó là quả bóng vàng vào cuối năm 2002. Với Ronaldo, ký ức về cơn co giật bí ẩn năm ấy đã lùi xa. Nhưng với người hâm mộ, câu chuyện về người ngoài hành tinh trước, trong và sau trận chung kết World Cup 1998 mãi là bí ẩn không có lời giải đáp thỏa đáng.